Chào ơi, mình là C.A, Lê Văn Sơn, bà xã của anh C.P. Đứng lên, đứng ra. Hai. Mình là Tấn, thì mình là diễn viên của một phim Móng Vuốt. Không biết là ở đây có ai xem một phim Móng Vuốt chưa? Lát nữa thì xem nữa. Chưa đúng không? Cho nên là khi là mọi người giới thiệu nhân vật đó, cho nên là mọi người còn cảm thấy lạ lẫm đúng không? Bây giờ muốn quen thuộc á, dễ lắm. Vô luôn bé, coi liền mà mọi người sẽ biết đến là gì nha. Ok. Dạ rồi, còn giới thiệu mình hai đủ đúng không ạ? Dạ em giới thiệu các diễn viên lại lần nữa, mọi người vỗ tay giùm tụi em nha. Nãy có mấy bạn chưa nghe kịp. Dạ anh đầu tiên ở đây là ai ạ? Dạ anh Hồng Thanh. Dạ ở đây ai ạ? Cực Trần. Dạ Gia. Dạ bên đây Thảo Tâm. Bên đây Nam Y. Ở đây lặp lại ảnh diện lên 2, 3 Nam Y. Dạ anh đạo diễn Lê Văn Sơn. Dạ 2/9 anh Quốc Khánh. Ok không anh? Dạ